subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ផ្លាច់ ផ្លាយ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ នៅ តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា បាទ យើង មក តាម ដាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ ពី ខ្ញុំ បាទ channel share វត្ត បាទ ដែល មាន ចំណង ជើង ថា ទៅ ទៅ លក់ ដី និង ឡាន បាន ពឹង គេ ឲ្យ រក ស្រី មក ដេក បែ ជា ជួប រឿង ហេតុ ផ្អើល គេ ទាំង យប់ But chẳng đăng thà bỏ ra miền bước đa chẳng ná dừng từ tạm tạm tiếng ọc khả nìa. But ca bí thang ngay tì xam sập khai mỹ nìa chẳng nằm bí bòn đọc rộng bầy. Sẽ mà thật kết áo vô thát đi chân ní phân hông bênh bàn thật tù bọn đăng bí bùa rò mở nế. Đại miền chú mô thà sốc cùng á dụ xam sập rộng bồn chẳng nắm. Chỉ chôn chết khả mai xanh chết khả mai. Đói bà đăng cho bà can nì ri mở nế miền chú mô thà cho dí. Hãy xin chạy rỉ nhà, rồi có hai thà cả trích. Vì cả đợt này bôn bông chạy xâm lập dọc trọc xâm bản. Bạn cứ chạy xâm lập dọc trọc xâm bản. Lúc bi sốc công bàn rịp rọc thà. Đợt bông lai rụp luôn tập tài lụa đầy nâng lan bàn lôi mùi chùm nuồn. Có băng bẹp bùa rõ mở nẹ đại miên chức mô thà sơ vất. Chỉ con cháu chạy xóa khả nê chiêng bì chân nằm. Ở chúi rọc nì ri mà nẹ mọc đê chì mùi nâng khuôn. Nửa tháng ngay tì mọc bay bạm bay khai bay chân nằm bì bòn ập bạm bay. Chú mùa sơ vật nâng bạp bôn bàn nòm nì ri mà nẹ đại mình chú mùa thai cho dí đại hai thai cả trịt nú. Mọc chụp khuôn hơi khuôn bàn tinh mô tô vi va mùi cửương. Đồng lai bạm man chìa bì rôi hà sập đô la ai tờ chú mùa sơ vật. Nâng bàn tinh tu ra sắp iPhone 5 mùi cường đồng lại mùi rồi đập đỡ lá. Ôi tư nề ri để chú mùa tha cho gì. Nếu thằng ai ti mà phê bạm buôn khai bay trên năm bì bọn đập bạm bấy. Nếu vừa lia mong bà hai chia bạm bì dục. Khuôn bàn ôi lôi tư bạm bôn rộp bò chú mùa sốt tinh bóng kia hơi nâng sra bía. Một hộp chung khía buôn nẹ rồi hốt đá mong đập bì dục. Tớp khuôn bạp aoi nẹ tàng bì nâng chênh bì bà tè rò bò khuôn. Tốc tay nè ri đà mình chú mô tha cho dí. Nước đây khu nông bần tốp chì mùi khuôn bàn hời. Bên là khu nông bần tốp bì nẹ cho dí bàn bà khuôn aoi tử dọc tắc aoi gọt phật. Bê khuôn mọc đo vinh bạc thư viê cho được khu nông bần tốp đếch. Hai bài khu nông tiên thư viê bật đạ cần lử. Sắp tay nửa ri đã mình chứ mua tha cho gì. Stu mọc chạc luôn mùi cổng bật bị khói khó nồng. Nâng bần to chạc các bàn mùi cổng bật tiết. Hai khó luôn có bỏ tay bỏ tóc trâu mùi cổng bật tiết. Nơi có đáy kháng chú vên phong đài. Bần to mọc khó luôn có chạp bói sọ nửa ri nô. Đua từ lơ cà rô chuan bì lơ có niên chọp. Nâng sạch hai ở kê mọc chùi. Hồi khuôn có trời kê nôm tơ môn tí bét đầm bay phía ba tay mà đồn. Tam chùm lai xa rập hiếp rồi bỏ chôn xong say đầy miên chú mô tha cho dí hào sinh chạy rồi giá rồi có cả trịt ní bàn rịp rọp thả. Rụp niêng miên ả dụ đập rạm buôn chân nằm thơ vơ ca nở hàng mà xa có chụp mùa rồi học sập rạm bay. Ca bị thang ai ti mà phay rạm bay khai bay chân nằm bì bòn đập rạm bay. Rụp niêng trở bàn bùa rõ mà nẹ, chú mùa sơ vật nâng bà bồn chú mùa chạy thí. Bà bùa niêng tự tiết bù rõ bò bù kê đại miên chú mùa tha bì sô cung hào bù nữ. Nâng mà đông phá lâu bòm bài xa bà rây tía đào chì gọn bầy. Nâng bê tự đó chú mùa sơ vật nâng bù nâu bàn nì dì khá nìa. Tà niêng mà đăng tha bù kê nì dì bì ở vầy nụ tề. Còn một bộ niêng tặng bốn nẹ của bạn ông côi chủ thân nam nhiên chứa mối khả nìa. Bên nô rụp niêng của khơi chứa mô bi sổ cung hào bố nấu. Bạn ơi bà rạp mùi rò đờ la từ chứa mô sơ vật nâng bà bồn. Hai tặng bi nẹ bà rạp bà bồn của bạn nôm khả nìa trên tập bạc ọ. Tốc tà niêng nâng bi sổ cung nâng khả nông bần tốc lao tứa chứa mối khả nìa. Hãy bụt niên của bạn ông côi cho chạy khả nìa bì rương cửa xa nâng chủ thân nam nhiên chỉ mùi khả nìa bần to tiết rồi hốt to chất phá lử.
ប្រែក្លាយទៅជាការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងជាងបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា 2,700 ដុល្លារ
គឺសម្រាប់សេវាកម្មជាកញ្ចប់មានរូបថតនិងថតជាវីដេអូវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតយើងបានបន្តខ្លួនឯងចំពោះកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងនេះគឺយើងមិនបានស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមជាងថតមុនពេលដែលជ្រើសរើសសេវាកម្មរបស់ពួកគេនោះទេ សាក្រឡេកទៅមើអាល់ប៊ុមរូបថតអាពីពីពីយើងបន្តិចមើគឺពិតជាហួសចិត្តកៅសភាគរយនៃរូបថតកងជាមួយនឹងពន្លឺសព្រាតមើមិនឃើញមេឃឬក៏តែសភាពស្រស់បំប្រងបន្តិចសោះឡើយកូនកំឡោះកូនក្រមុំបានចំណាយពេលជាង2ម៉ោងនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ហួតហែង នេះពេលនោះក្រុមជាងថតរូបតែងតែនិយាយថាអូស្អាតណាស់រូបស្អាតស្អាតណាស់ Yes good សូមមួយប៉ោះទៀតសូមមួយប៉ោះទៀតកម្រងរូបថតទាំងនេះយើងពិបាកនឹងមើលឃើញមុខនិងរាងកាយនិងសម្លៀកបំពាក់ច្បាស់ណាស់និយាយតាមត្រង់ទៅចោះយើងដូចខ្មោចអញ្ចឹង យើងបានធ្វើដំណើរទៅរកស្ពានថតនិងទីឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតតែលទ្ធផលគឺមើលមិនយល់តទៅសោះពួកគាត់បានអះអាងថាក្រុមគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញថតរូបនិងថតវីដេអូអ្វីដែលខ្ញុំងឿងឆ្ងល់នោះតើពួកគេចេះកំណត់ ខ្ញុំក៏បានឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយមកវិញថាយើងបានឃើញរូបថតទាំងនោះហើយរូបថតនោះគឺស្រស់ស្អាតតើតើវាមានបញ្ហាអ្វីទៅនេះជាលើកទី1ហើយដែលពួកយើងជួបការត្អូញត្អែររបស់អតិថិជនបែបនេះក្រុមជាងថតយើងខ្ញុំជាជាងថតលំដាប់កំពូលនិងធ្លាប់ថតពិធីមង្គលការជាង10ដងហើយ បើតាមគំនិតពួកខ្ញុំវិញគុណភាពរូបថតមិនបានយើងថតប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទផងនេះជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់គូស្វាមីភរិយាក្នុងការជ្រើសរើសជាងថតមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់លាស់ផងដែរបាទនេះគឺជាការរំលឹកទៅដល់គូស្វាមីភរិយាមួយគូដែលគាត់ទើបតែ ថតរូបជួជាងថតបំលែងជាង2000ដុល្លារប៉ុន្តែគុណភាពគឺគាត់បានលើកឡើងថាគឺមិនបានស្មើនឹងគាត់ថតទូរស័ព្ទផងនោះដែរបាទគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរគឺមួយឆាជីវិតការតែម្ដងតែបើយីជួបរឿងបែបនេះនៅពេលដែលគាត់ខំចំណាយលុយនិងខំទៅរកទីកន្លែងស្អាតស្អាតដើម្បីថតគឺ ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង2ត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា